Chào mọi người, cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ mình đang ở trong cái vườn dâu nè. Cái này thì hồi nãy mua vé là khoảng 2 sen mốt, là khoảng 420.000 tiền Việt Nam mình á. Vô nguyên một cái này như một cái house sự vậy nè. Mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Đó. Bây giờ ba thằng mình ở trong một cái nhà dâu gì nè. Đó. Đây. Thử một trái. Cũng không ngọt lắm các bạn. Đây mình sẽ quay cho cả nhà mình xem đây. Có mấy trái mà gần ở dưới đi quá người ta đạp luôn nè. Đây một trái tiếp tục. Ba thằng vô một cái nhà dâu. Hàng bạn mình lên đi trước. Ngồi chú ăn chứ. Thằng ngồi gốc ngồi ăn. Ê mà cái này nó nhỏ quá không vui không? Sang bên mấy cái vườn này ra được không? Được, thông phải không? Thông được, sang ăn được. Thấy thông nhau mà. Ta mượn. Thông nhau cả. Đây giờ sang. Bạn ngồi đó là thuận. Ủa mà nãy nó nói là cái nhà này không mà ta. Kệ chứ, sau này nó đi thông nhau hết rồi. Ờ dạ. Đây sang bên rồi. Mà không ngọt không hả? Không ngọt lắm nhỉ. Mùa này cũng qua rồi chứ. Bớt à. Cũng được. Đó cả nhà. Ngồi là thấy đít thấy chim hết trơn. Nè hiện tại bây giờ ở đây là đang mùa đông nhưng mà mình đang ở trong một cái nhà mà bằng ga thì nó cũng khá là nóng. Bây giờ lo ăn thôi. Chứ để lộ quá. Hai xin mấy lần. Ê nãy không mình không hỏi sữa hay gì mình chấm. Để tôi đi đi hả? Để tôi ở lại tôi hỏi tôi ăn hả? Có mấy trái nó mọc ra đường đi quá. Hình thử ra người ta đạp luôn rồi. Nếu mà cái vườn của người ta còn có ở trên nữa mà bữa này nó làm một tầng thôi. Vườn này vườn trồng dưới dưới đất, còn cái vườn ở trên là vườn nổi, nó nuôi bằng cái thủy á. Nói chưa về? Dạ. Lâu rồi. Ăn mấy trái trắng trắng thử coi nó ngọt không? Cái này mặc mấy áo vào đây chắc nóng lắm ấy. Nóng. Giờ chuẩn bị cởi áo bớt. Các bạn, những cái vườn này trồng ở trên nè. Chắc là thủy canh vậy á. Nhưng mà cái mình không có vào cái vườn này, mình vào cái vườn này mọc ở dưới đất. Vì cái vườn này là nó ở dưới đất mà không có làm tặng, không có lên trên nữa cả nhà, nên nó cũng không có đẹp hùng, nhưng mà cơ bản ăn thì đã ăn được 50 phút.
anh em mình thi ăn theo luống này, hết lửa của về đấy. Ăn theo luống chơi không sao, ăn theo luống hết lửa của về. Hồi nãy giờ ăn có 12 phút mà no rồi cả nhà mình. Cái này á, tuy là nó không có được cái vàng nó giống như người ta, nó không có cao, nhưng mà nó cũng rất là nhiều trái, nó đi xung xê hết trơn nè, chứ không phải là cái trái nhỏ nhỏ không, mà trái trắng. Quên, ở trong cái vườn dâu này cả nhà, nó có thêm một cái giống như một cái tổ ong ruồi, tổ ong mật gì đây nè. Mình nghĩ là để đây có tác dụng là để cho những con này nó thụ phấn á, cho dâu á cả nhà, thấy không? Nó không có đánh đâu, trừ khi mình giết chết nó hay gì nó mới đánh mình. Ăn ở đây rồi lại đặng ăn nổi nữa sao? Ngon không? Ê hả? Trái này rất là to luôn này. Lời nếu mà tính ra ăn nhiều lời. Thấy ham không? Ủa có đợt ông đi cái vườn che đi cái trái màu sao nó cho túi bóng mà làm gì ta? Sao mà theo túi bóng hả? Đó mà lấy nó phát cái túi bóng đi. Nhớ rồi. Nhớ rồi. Túi này túi biết được gì không? Cùi. Tiếng cùi hả? Dấu nhân cái này làm gì ta? Trái này to này. Bàn tay luôn. Cái vườn này nó ngọt hơn cái vườn phía bên kia các bạn. Ngọt đúng không? Ông bay nhiều. Kính tàu ngọt. Đó trái này không ngọt không? Đây ăn trái hai cái thử. Ừ. Hầu đa là ngọt. Mấy trái bự bự ăn cỡ tầm 4-5 trái rồi cũng no rồi. Bự bự ra cho chị làm
năm sáu trái là cũng mấy trăm miên rồi, 500 miên rồi đó. Ừ. Nãy giờ anh chắc cũng hề vốn rồi. Những cái vườn này không cho mình vào. Buồn lắm. Các bà bố mày sao, bố mày vào. Đi xe đạp về chứ tất nhiên ô tô về sớm. Hai đi vài ba chục quả ra ngoài ngồi ăn. À, có túi mà quá to, hai trái hết cái bàn tay mình luôn. Vào dưới là kiếm ít quả ăn hết đây, không ăn hết không bắt đến tiền thêm đây. Đây hồi nãy giờ đây hái được mấy trái rồi, bây giờ mình hái thêm để đi ra ngoài. À. Cái vườn hồi nãy bên kia là ít người đi hơn các bạn. No quá các bạn ơi, bây giờ mình đi ra ngoài kia để mà mình nghỉ giữa chừng á, để uống nước đồ thôi, uống cà phê đồ, rồi bắt đầu chút mình quay vô mình ăn tiếp. Đây giờ để bọc dâu ở đây ngồi nghỉ xa hơi tí xíu ăn kia rồi pha cà phê hả, cái đó cà phê hả, miễn phí luôn, nằm trong combo 2 cent 2 cent 1. Cà phê này hơi dảo, không phải như cà phê của Việt Nam mình. Cái này là trà Thuận ơi. Ừ, uống trà. Trà có cà phê nè. Ồ, có nước nóng nè. Dạ, dạ. Đây cà phê, đây sữa nè, còn đây là đường sugar nè với cái muỗng. Mấy loại chắc loại bên này to hơn này, chắc không ngọt. Cái giường mình nãy vô nhưng mà cũng không ngọt nữa. Bây giờ ngồi uống cà phê đồ chơi. Hai ra đây ăn hay hơn đấy. Hả? Hai ra đây ăn. Ờ, này mình đi đông nữa mới vui nữa, mà nó bây giờ nghe dịch thấy nó hơi nguy hiểm. Ôi, thôi đi này ít này đó. À, đi mà kiểu mà mình đi vừa đi trải nghiệm vừa đi kiểu nhìn gái Nhật đồ các kiểu á thì nó hay hơn. Năm nay vậy hôm nay thì sống á. Ừ, nó đi làm đi đâu ai đi vì sao tờ bỏ hết cái đường ta luôn thiệt, uống một chút xíu rồi sao ăn dâu kìa thiệt đó. Cái này sao? Em tí này đi ăn ramen không? Cái này sữa đó. À, đi ăn ấy đi. Ăn sushi á, sushi văn chuyền đi. Ôi oh no, ăn gì đó. Không có là gánh á. Gánh á. Đợt nào rảnh, bệnh nhật rảnh. Này ăn xong rồi. Không nói rồi. Mà cái kia mình ăn nhiều tích nhiêu mà lo vậy? Hả? Nó dĩa 100 yên, 100 yên, có 100 mấy, 200 yên. Mình không có tờ bê hô đai nữa. Cái này chưa có tờ bê hô đai á. Hả? Ăn là bán ăn hết rồi. Thôi bạn về đi. Thôi bạn về đi tìm vào ăn tiếp. Đây được 3 bạn, có 2 người đến nữa. Này mì cái nhiệt kìa, cái nhiệt kìa. Trà ngon không Tâm? Hay hái lòng đấy ăn ngon này hả? Hả? Hái lòng đấy ăn ngon, không có nấu, không nấu.
cái khu để mà người ta mua mang về các bạn. Cái này là 400 yên, khoảng 80. Điều gan ấy, trái nào cũng nó phân loại theo theo cỡ các bạn. Đó. Arigato gozaimasu. Ăn chán chê rồi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị đi về thôi. Đây. Cái địa điểm mình đến ăn kiểu ăn ăn thoải mái luôn các bạn. Tabe Hodai gọi tiếng Nhật vậy đó. Buffet. Giờ bạn ngủ vô trong đây cái làm gì nữa. Chắc là bán đồ lưu niệm. Nên bây giờ mình sẽ bịt khẩu trang vào đây. Cái chỗ này là bán đồ lưu niệm. Trái dâu nè. Giống như tấm thớt cái Việt Nam mình. Mấy cái này là 4-500 ngàn các bạn. Hai xanh mấy. Đợi chút đi luôn, rồi về luôn. Chút cũng đi, vệ sinh mà. Các bạn, tên của chỗ này mình đi nè. Chính là Sato Satoyama Ichigo ha. Ở phía cạnh này. Chào tạm biệt mọi người. Nếu mà ai chưa đăng ký kênh mình nhớ bấm nút đăng ký kênh và để lại bình luận của mình nhé. Cảm ơn mọi người.